phú đô la Mỹ 72 tuổi được cho là bạn trai Ngoc Trinh. Thưa quý vị, thông tin Ngoc Trinh đang trong giai đoạn hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều được bạn bè cô chia sẻ với truyền thông. Với nhiều người, đây là thông tin gây sốc vì doanh nhân gốc Việt hơn Kiều nữ vòng eo 56 đến 45 tuổi. Hơn thế, ông còn được biết đến là doanh nhân người Việt giàu nhất thế giới. Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị, Việt Nam và hiện sinh sống ở Los Angeles, Mỹ. Thống kê của Forbes đến ngày 12 tháng 12 năm 2016 cho hay tỷ phú 72 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ông xếp thứ 214 trong top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ông Hoàng Kiều được coi là hiện tượng trong giới tỷ phú thế giới. Sinh ra ở ngôi làng nghèo tại Bích Khê, Quảng Trị, Hoàng Kiều có tuổi thơ cơ cực. Khi chuyển lên Sài Gòn sống cùng chú, ông theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học. Hoàng Kiều chuyển sang Mỹ với gia đình ở tuổi ngoài 30. Thời gian đầu nơi đất khách, ông từng là nhân viên của Abbott Laboratory với mức thù lao là 1,25 đô la Mỹ trên giờ. Nhờ khả năng nhanh nhạy và tài quản lý, ông được thăng cấp tại Abbott. Năm 1980, ông tự thành lập công ty RAAS và sau đó là Shanghai RAAS Blood Product vào năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế. Ông là phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Product, nắm giữ 37% cổ phần công ty này. Công ty của ông hợp tác với Shanghai Blood Center, được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến Trung Quốc. Công ty này cũng thuộc top 30 công ty sáng tạo thế giới, top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2014, ông tham gia vào lĩnh vực sản xuất rượu vang bằng cách mua lại hãng rượu Michel Modavi Family. Năm 2015, giới tài chính xôn xao khi Hoàng Kiều bỏ ra 33 triệu đô la Mỹ mua lại villa Humibus Netherlands, vùng ngoại ô Los Angeles. Ông dự định xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe tại đây. Tuy nhiên, khi nói về độ giàu có của bản thân, doanh nhân 72 tuổi khá khiêm nhường. Đừng nói về cổ phiếu và tiền của tôi, hôm nay tôi là tỷ phú, chưa chắc mai vẫn là tỷ phú. Không khó để tìm kiếm những thông tin liên quan đến tài sản của ông Hoàng Kiều, nhưng đời tư của ông là sự bí ẩn với truyền thông. Tỷ phú gốc Việt từng kết hôn và có 5 người con. Ông ít chia sẻ về gia đình, nhưng người quen với ông cho biết cả 5 người con Hoàng Kiều đều thành công về đường kinh doanh tại Mỹ. Hồi năm 2014, khi có mặt tại buổi tiệc khai trương Kiều Hoàng Winery, cùng 300 vị khách mời, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp. Tờ Navaplay tiết lộ cô gái trẻ xinh đẹp chính là vợ Hoàng Kiều. Cô đã ở bên ông trong nhiều hoạt động kinh doanh. Ngoài công việc, Hoàng Kiều được nhắc đến nhiều bên cạnh các cuộc thi Hoa hậu. Năm 2010, ông từng nuôi ý định mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới về Việt Nam. Tuy nhiên, ý định này của ông đã không thể thành công. Cùng lúc, ông vướng vào bê bối quỵt tiền đất tại địa điểm dự định tổ chức cuộc thi ở Tiền Giang. Kể từ đó, Hoàng Kiều gần như biến mất khỏi giới đầu tư tại Việt Nam. Chuyện tình ông cháu Ngoc Trinh và tỷ phú trong mắt giới showbiz. Thưa quý vị, nhiều lần úp mở chuyện tình đẹp như mơ của mình với người yêu mới sau khi chia tay người cũ 8 năm, cuối cùng danh tính của người đàn ông đang yêu thương Ngoc Trinh lộ diện. Bạn trai mới của nữ hoàng nội y được cho là Hoàng Kiều, tỷ phú 72 tuổi, hiện đang nắm giữ khối tài sản gần 3,8 tỷ đô la Mỹ. Ông xếp thứ 149 trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Ngay sau đó, chuyện tình của dân dàn Ngoc Trinh với người tình đáng tuổi ông trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trong làng giải trí, nhiều người đẹp cũng đang xôn xao chuyện nữ hoàng nội y đang yêu tỷ phú. Chân dài đầu tiên nói đến chuyện tình cảm của Ngoc Trinh với người mới quen là đàn em thân thiết Tương Chi. Cô khẳng định người yêu mới của nữ hoàng nội y không phải là ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp. Ngay trong thời gian Ngoc Trinh còn ấp mở chuyện tình cảm, người đàn ông đó có lẽ Linh Chi biết từ trước và luôn ủng hộ đàn chị. Ừ, bà có tình yêu mới, bà vui lại rồi đấy, thương lắm Ngoc Trinh của em, yêu thương luôn đông đầy, và rồi em cũng sẽ có tình yêu và hạnh phúc, thế thôi phải không chị hai? Linh Chi bày tỏ. Mới đây, Phi Thanh Vân bất ngờ lên tiếng chia sẻ về chuyện tình của Ngoc Trinh trên trang cá nhân. Bản thân Phi Thanh Vân chia sẻ, cảm thấy thương Ngoc Trinh khi hay tin nữ hoàng nội y hẹn hò với tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều. Đồng thời, cô cũng khuyên nhủ Ngoc Trinh phải thật tỉnh táo trong tình yêu để tránh rơi vào kiếp hồng nhan bạc phận cũng như cuộc tình thảm họa. Riêng ngôi sao của cuộc thi The Face Lady Nguyễn khẳng định, nếu chị Trinh đã có người yêu mới và chị ý hạnh phúc thì Ly rất vui cho chị. Từ góc độ khác, nữ ca sĩ Vale thừa nhận, một người có một cô chọn người yêu riêng, nhưng bản thân Vale không thích yêu người lớn tuổi. Có điều khi nhìn về chuyện tình của Ngoc Trinh với người tình tin đồn 72 tuổi, thì Vale tỏ ra khá đồng tình vì quan điểm em đẹp em có quyền, Ngoc Trinh xinh, Ngoc Trinh đẹp, việc có nhiều đại gia để mắt tới là chuyện dĩ nhiên. Đề cập đến thái độ của dư luận trong những ngày vừa qua, có không ít những lời bàn tán về mối tình ông cháu của Ngoc Trinh vì mục đích tiền bạc. Giọng ca sinh năm 1987 cho rằng, nhớ Ngoc Trinh yêu đại gia không phải vì tiền, mà xuất phát từ tình cảm thật thì sao? Mọi người đè nặng chuyện tiền bạc quá, sao không để vấn đề được nhẹ nhàng hơn? Lần đầu lên tiếng về chuyện tình dậy sóng của mình với người tình tin đồn tỷ phú, Ngoc Trinh chia sẻ dòng trạng thái tỏ ra khá mệt mỏi. Nữ hoàng nội y viết, trong thời gian này thì thật sự Trinh chưa muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình ra cho lắm.
vì nó còn mới, hiện tại chưa phải là thời gian thích hợp để chia sẻ nên mong mọi người thông cảm. Nhiều người hỏi quá nên thật sự Trinh cũng không biết trả lời sao. Tiếp lời, Ngọc Trinh khẳng định với công chúng rằng sẽ sớm có câu trả lời về người tình mới của mình khi thích hợp nhất. Những thông tin về người yêu tin đồn của Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai mối quan hệ tình cảm mới sau khi chia tay bạn trai 7 năm. Nữ hoàng nội y đã chia sẻ những hình ảnh nắm tay người yêu lên trang cá nhân, đồng thời trả lời phỏng vấn với báo chí rằng cu của tôi là đàn ông lớn tuổi, chững chạc và có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn. Một vài nguồn tin tiết lộ, bạn trai mới của Ngọc Trinh là tỷ phú Hoàng Kiều, người Việt có khối tài sản lớn nhất thế giới, hơn 3,7 tỷ USD. Nói về người bạn trai tỷ phú của Ngọc Trinh, ít ai biết rằng tỷ phú Hoàng Kiều phải trải qua tuổi thơ cơ cực ở Việt Nam. Ông sinh năm 1944 tại một vùng quê nghèo ở Bích Khê, tỉnh Quảng Trị. Tuổi thơ gắn liền với những khó khăn và bữa cơm ăn không đủ no. 5 năm tuổi, Hoàng Kiều chuyển vào Sài Gòn sống cùng với người chú là Hoàng Thi, lúc đó là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Cũng nhờ sống với chú mà Hoàng Kiều được học tập đầy đủ hơn và xuất sắc vào đại học chuyên ngành khoa học. Đến năm 1975, Hoàng Kiều đã cùng gia đình di cư sang Los Angeles ở nước Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới không hề dễ dàng. Tại đây, Hoàng Kiều ngày đó tự tin đi xin việc ở mọi nơi và với sự ham học hỏi của mình, Hoàng Kiều được nhận vào làm nhân viên của Apple với mức lương chỉ 1,25 USD một giờ. Sau đó, với những đóng góp cho công ty, ông được thăng chức lên vị trí giám sát rồi dần dần lên quản lý. Cuối cùng, Hoàng Kiều lên chức giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương. Cùng lúc đó, ông đã được Cơ quan Thực phẩm Dược phẩm Mỹ cấp giấy chứng nhận vì phòng thí nghiệm huyết tương đạt chuẩn. Đó là bước điểm vững chắc để ông bước chân vào nghiên cứu bệnh viêm gan B. Năm 1980, ông tự thành lập công ty Rare Antibody Antigen Supply, gọi tắt là RAAS, và sau đó là Shanghai RAAS Blood Products vào năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế. Công ty này cũng thuộc top 30 công ty sáng tạo thế giới, top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD. Sau đó, Hoàng Kiều mua thêm nhiều trung tâm khác và đến năm 1985, ông đã sở hữu 11 trung tâm huyết tương nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Phần lớn, tài sản của ông Hoàng Kiều là cổ phần trong tập đoàn Shanghai RAAS Blood Products, có cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Chứng khoán Thẩm quyến của Trung Quốc. Năm 2015, ông Hoàng Kiều sở hữu 37% cổ phần công ty này và tài sản của ông cũng tăng gấp 3 trong năm liên tiếp nhờ cổ phiếu hãng này tăng vọt. Bên cạnh đó, khối tài sản của ông còn đến từ doanh thu của một hãng rượu thành lập năm 2014. Năm 2015, tỷ phú 72 tuổi là một trong 25 gương mặt mới thuộc danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Theo bảng xếp hạng mới, ông Hoàng Kiều đứng thứ 149 với tài sản 3,7 tỷ USD, tăng vọt so với hồi tháng 3 năm 2014 là 1,65 tỷ. Vị tỷ phú này cũng thực hiện nhiều công tác thiện nguyện. Giữa năm 2014, trong một sự kiện đấu giá rượu vang Ocean Napa Valley, ông đã lập kỷ lục khi đóng góp 1 triệu USD. Từ năm 2006, tỷ phú cũng thường xuyên quay lại Việt Nam, kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ để xây 5.000 căn nhà tại đây. Tháng 6 năm 2015, ông đã tặng 1 triệu USD cho một quỹ từ thiện tại Mỹ. Hoàng Kiều cũng từng cam kết góp 20% tài sản làm từ thiện. Không khó để tìm kiếm những thông tin liên quan đến tài sản của ông Hoàng Kiều, nhưng đời tư của ông là sự bí ẩn với truyền thông. Tỷ phú gốc Việt từng kết hôn và có 5 người con. Ông ít chia sẻ về gia đình, nhưng người quen với ông cho biết cả 5 người con của Hoàng Kiều đều thành công về đường kinh doanh tại Mỹ. Hồi năm 2014, khi có mặt tại một buổi tiệc khai trương Kiều Hoàng Winery cùng 300 vị khách mời, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một người phụ nữ xinh đẹp. Tờ Napa Valley tiết lộ cô gái trẻ xinh đẹp kia chính là vợ của Hoàng Kiều. Cô đã ở bên ông trong nhiều hoạt động kinh doanh. Vị doanh nhân này còn là một người đầu tiên ấp ủ ước mơ mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 về tổ chức tại Việt Nam. Ông đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mua đất đai ở Tiền Giang để xây dựng các hạng mục công trình, resort để phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Tuy nhiên, cuộc thi chưa được cấp phép chuyển từ Nha Trang về Tiền Giang nên dự định này của ông không thành. Cùng lúc, ông vướng vào bê bối quỵt tiền đất tại địa điểm dự định tổ chức cuộc thi ở Tiền Giang. Kể từ đó, Hoang Kieu gần như biến mất khỏi giới đầu tư tại Việt Nam. Là một người rất yêu thích các cuộc thi sắc đẹp nên Hoang Kieu cũng là cái tên gắn với nhiều người đẹp trên thế giới. Có thể kể đến Hoa hậu thế giới người Nam Phi, Trinh-His từng gặp gỡ tỷ phú Hoang Kieu trong một bữa tiệc đình đám tại Quảng Châu, Trung Quốc khi cô vừa đăng quang ngôi vị sắc đẹp Hoa hậu thế giới năm 2014, là người đẹp thứ ba của Nam Phi nắm giữ vương miện này. Người đẹp xuất hiện cùng tỷ phú Hoang Kieu gần đây nhất là đương kim Hoa hậu thế giới Mireya Lalagunaroyo. Cô đồng hành cùng tỷ phú gốc Việt trong một chương trình từ thiện tại California của nước Mỹ. Mireya Lalagunaroyo là đương kim Hoa hậu thế giới mới nhất đến từ Tây Ban Nha. Cô đã giành chiến thắng trước 113 sắc đẹp khác trong cuộc thi này. Ngoài các người đẹp trên thế giới, một gương mặt nữa cũng được lòng tỷ phú Hoang Kieu là nữ diễn viên Lý Bằng Bằng. Hai người thường xuyên có những bức ảnh chụp chung với nhau. Ngoài ra, Hoang Kieu còn mời Lý Bằng Bằng hợp tác trở thành người mẫu đại diện cho công ty của ông. Là người có mối quan hệ mật thiết với các cuộc thi Hoa hậu thế giới, nên tỷ phú Hoang Kieu thường xuyên có mặt ở những nơi tổ chức. Năm 2009, Hoa hậu Hương Giang đã gặp gỡ với ông tại Nam Phi, nơi diễn ra cuộc thi năm đó. Đại diện Việt Nam, Á hậu Kiều Khanh và tỷ phú Hoang Kieu bên lề cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2010 tại Hải Nam, Trung Quốc. Hoa hậu Thế giới năm 2008, Kenya Sukinova cũng là một trong những chân dài từng hợp tác với tỷ phú Hoang Kieu. Kenya Sukinova đến từ xứ Bạch Dương đã trở thành Hoa hậu Thế giới vào năm 2008, một năm sau khi đăng quang tại quê nhà. Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm cũng được tỷ phú Hoang Kieu ra tận sân bay đón đến tham gia một sự kiện. Trương Tử Lâm là Hoa hậu Thế giới đầu tiên giành vương miện tại một cuộc thi sắc đẹp toàn cầu. Và những ngày gần đây, ông được cho là người yêu mới của nữ hoàng nội y Ngoc Trinh, một nhan sắc nổi bật của showbiz Việt. Khi thông tin này tràn lan khắp trên các trang mạng xã hội, liên hệ phỏng vấn Ngoc Trinh, người mẫu vui vẻ trả lời: "Tôi không quan tâm và chuẩn bị đi Mỹ, chuyện gì đến rồi sẽ đến." Trong một bài phỏng vấn, người mẫu từng chia sẻ, người đàn ông mới biết hết quá khứ và cuộc đời của cô. Anh đã xem phim và đọc rất nhiều bài phỏng vấn về cô. Thật thà và hậu đậu là hai tính cách mà cô nghĩ người đàn ông này yêu mến ở mình. Như vậy, hiện tại vẫn chưa có một câu trả lời chính xác nào từ cả hai bên. Tuy nhiên, trước mắt vẫn có rất nhiều ý kiến và bình luận gay gắt của độc giả về thông tin này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.